Chào mừng tất cả mọi người trở lại với shop Beta CM2 nha. Và hôm nay em lên tiếp cái đặt cá mới này, cá hôm nay cực kỳ đẹp luôn nha anh chị. Thì size cũng lớn luôn, từ 3.7 cho tới 4.5 xăng. Và hôm nay là em chủ đạo là lên những cái con hàng tiễn, hàng VIP cho anh chị để làm giống luôn ha. Thì bên cạnh đó vẫn có một vài bé như học sinh sinh viên, như những cái con màu tầm 150 ha. Ở như những con này à, ở những con này thì giá mềm, tuy nhiên là vẫn là những con cá đẹp cho anh chị mà mình mới tập chơi chứ không phải là hàng cá dẹt nha. Và toàn bộ cá thì anh chị mua một trống là được tặng một máy và cộng miễn ship nha, mua bao nhiêu trống được tặng bấy nhiêu máy và toàn bộ đều miễn ship hết trơn, mua một con cũng được miễn ship luôn. Cá thì em bán bên ngoài nha, còn bên trong chỉ để kè thôi. Cái này em nhắc đi nhắc lại để cho những cái anh chị nào mình mới xem kênh của em á thì mình biết vấn đề này ha. Tại vì cũng nhiều khách mới xem lắm. Rồi mã số tiếp theo thì con này khoảng 4 xăng nha. Thì có một vài anh khách cũng quen góp ý em là ghi kích thước vô để cho khách hàng dễ lựa. Thì hôm nay em cũng ghi luôn. Đó. Nói chung là làm một cái clip anh chị nó cũng mất thời gian nhiều lắm. Rồi thời gian em chăm cá nữa, lúc này chuyển thấy cũng bắt đầu chuyển mùa rồi đó. Cá nó bắt đầu có dấu hiệu rồi đó. Thì nên hơi cực một xíu. Nhiều khi em không có làm kẹp nên em cũng ghi cho nhanh, điền chữ vô cho nhanh thôi à. Đó, nên hôm nay là em cũng ghi cụ thể ra. Thì kích thước ở đây nó cũng tương đối nha anh chị. Thì anh chị nhận con cá nó sẽ bự hơn kích thước ở trên đây luôn, cỡ hoặc là bự hơn. Thì kích thước là nó luôn đuôi nha, tính luôn phần đuôi. Thì cái con này thì theo em là rất là nhiều những nơi khác người ta bán thì tầm 3.5 thôi. Cá em này em cũng dưỡng bự em bán thôi. Rồi bé tiếp theo, con này là hàng multi nha. Đó, bé này thì khoảng 3.7 xăng. Thì toàn bộ cá đều là cá tơ, anh chị nuôi càng lâu nó còn càng đẹp nữa. Nếu mà anh chị ở đây mình thấy con nào mà đã đẹp rồi á thì khoan, thì nó còn đẹp nữa nha, chứ không phải dừng ở đó đâu. Tại vì bên em á, em chuyên dùng coi nên những cái biết lý do tại sao mà em chuyên cái dòng này thì ngay những cái lúc ban đầu em chơi con cá là lúc thời điểm đó thì lúc đó là nó mới nổi lên là sao những con rồng á thì nó nổi, hoặc là những con fancy copper là nó bắt đầu nổi lên con fancy red fancy thì tuy nhiên là em thấy nó không thích, em không thích con đó cho lắm mà em nghiêng về cái màu sắc kiểu như màu mè qua lá hẹ anh chị. Là lúc đó em chơi là em mua em cũng có mua con red nhưng mà không có mua những con đẹp mà em mua những con Nemo, cái bị ghiền quá đi đó. Cái thời gian đó hồi thời sinh viên á, anh kia chia cho em một cái con Nemo mà hồi đó thời lách nó kiểu lách xích giống vậy nè anh chị, mà không phải đẹp như con này đâu. Con này là kiểu dạng phai gì đó, mới đẹp giải gì đó, kiểu vậy là hàng đẹp rồi, nành vàng rồi. Thì hồi đó nó chỉ có cam đỏ đen là chủ đạo, và không có những con Nemo Galaxy luôn, là không có nành xanh hoặc là nành trắng hay copper gì trên người đó, không có, nó chỉ có cam đỏ và đen thôi. Nhưng mà cực kỳ khoái luôn anh chị. Là form thì cái thời đó nó tất nhiên là không bằng bây giờ rồi, nó chỉ cần nó được phá 6 phần bây giờ thôi. Còn bây giờ thì cải thiện màu sắc đẹp quá trời rồi, ra những con multi nữa. Thì lúc đó em bị ghiền á, bị thu hút á anh chị. Em nhớ cái thời đó thì ảnh bán cho em, anh chia lại cho em á thì cũng là cá dạt thôi. Thì ảnh chia lại cho em là sinh viên mà đâu có tiền anh chị, chia lại cho em là 50 đó, là hàng dạt dữ luôn á, là 50 chứ em không có tiền bây giờ như mấy bé bây giờ mà mua những con hàng VIP đâu. Tại vì em thấy giờ nhiều bé nhỏ nhỏ thôi mà mua cá cũng tiền triệu luôn anh chị, vài trăm triệu bình thường. Thời đó em sinh viên chứ em không có tiền nên chơi cái con đó, mà tự nhiên bị sao bị thu hút rồi cái nuôi luôn tới giờ, rồi giờ nuôi bán luôn. Rồi mã số 8 ha, con này form đẹp nha anh chị, cực kỳ đẹp luôn. Ví dụ như nhiều anh chị mình mới chơi thì em nghĩ là sẽ nhìn vô con này thấy con này màu sắc đơn giản, nhưng mà tại sao nó lại đồng 200 với những con màu sắc sặc sỡ. Thì con cá, cái tiêu chí đánh giá của con cá và định giá của một con cá nó dựa vô thứ nhất là màu sắc nè, thứ hai là form nữa đó. Thì theo em á, theo bản thân em á, là em thấy là dòng coi là đầu tiên là phải màu sắc cái đã, rồi mới tới cái form đó. Ví dụ như còn cái con này á thì mà quan trọng em thấy là cái form là cái khó làm hơn cái màu nha, cực kỳ khó luôn. Thì con này á, màu sắc nó cũng đơn giản thôi nhưng mà được cái form rất là đẹp. Rồi mã số 9, anh chị nào thích xe lưng lớn thì bắt qua số 9 đi. Con này 4 xăng còn chưa đủ màu đó anh chị ơi, khiếp hồn luôn. Đó, cái bộ multi á, em nói là cái bộ multi mà kiểu nó ra mà kiểu metallic á, kiểu như con này nè, thì màu lên rất là chậm.
nhưng mà mình càng chờ đợi và mình hái được cái thành quả nó không có hề thất vọng nên chị, thì nó ra rất là đẹp, nó đi mình đủ màu rồi ra những con này cực kỳ đẹp luôn, nó sẽ chậm hơn những con bạch mãng một xíu đó. Những con metallic như vậy nè nó sẽ chậm hơn những con bạch mãng nhưng mà nó ra rất là đẹp luôn. Con này thì bộ form bá cháy rồi, hàng này là hàng để làm giống luôn, trong khúc 120 100 250 thì anh chị bắt con này là làm giống thoải mái rồi. Còn con này thì khỏi chê rồi, con này cái màu quá trời độc rồi. Ừ, ví dụ như con này nè, con này cũng là multi nè, nhưng mà cái ánh metallic nó không phải là ánh metallic nha anh chị, mà là nó thuộc mảng á. Cái như cái con này thì cái màu nó sẽ dễ lên hơn cái con kia, mau lên hơn á, mau lên hơn. Nó con này thì cái bộ form hết ý luôn, 370 xăng, nói chung cá hôm nay vừa vừa không đẹp, đẹp đẹp lắm anh chị, vừa size kích thước ngon luôn đó. Thích hợp cho anh chị nào mình muốn cần hàng giống hàng tuyển đó, mình chơi ngắm mấy con này hết ý ha. Con này thì đủ 100% rồi, đuôi xì ta quá quá đẹp nha. Đó, mình thì cắt mảng màu vàng nữa, nó kỳ thì màu đỏ, bộ đuôi cực kỳ lực luôn. Bé này thì em ưu ái cho nó một xíu, em quay nó lâu lâu hơn xíu ha. Mấy con mà đẹp đẹp á em quay lâu dữ lắm để cho anh chị ngắm kỹ coi có lỗi gì không. Thì thường thì những con cá lỗi em không có đem lên đây đâu, hoặc là nếu mà nó có đẹp quá mà nó bị lỗi nhẹ hay gì em sẽ đem lên đây, ví dụ như bị mất một cái con vàng hay gì đó và em sẽ ghi cụ thể và em nhấn mạnh cực kỳ luôn đó. Nhưng mà đa số thì rất là ít. Rồi bé số 11 ha, anh chị nào thích xe lưng lớn cũng có thể bắt bé này, đuôi xì ta luôn, nành vàng. Con này với con số 10 là chung một bộ luôn anh chị, anh em luôn á, chung một bầy luôn á. Chị thấy nó lên màu thấy ghê không? Đó, rất là đẹp. Rồi còn cái con số 11, ô con số 10 á, bảy ở con này hồi nãy là con 11 phải không, con 9 với con 11 là chung một bầy, còn con 10 với con 12 là chung một bầy nè anh chị, nên chị thấy nó cũng giống giống không, nó cái màu nó mặn mãn không. Em con cái cũng hay lắm nha, em nhớ cũng độc lắm, mấy cái gì mà con vật á là em nhớ nhớ hết nè. Mặc dù nhiều khi là không cần mà để những cái con này mà gần nhau luôn hoặc là chung một cái dãy với nhau luôn, nhưng mà em nhìn cái bộ màu thôi là em cũng biết được nó là chung một bầy hay là chung một cái gen luôn, nên anh chị cứ yên tâm thì cá em tặng sẽ là khác bầy cho anh chị chứ không có trùng trùng bầy đâu mà xài trùng huyết ha. Để với là nhất thứ hai con cá mái em tặng màu nó sẽ tơ tầm 50-70%, nên anh chị biết nhìn vô là biết con cá mái tơ khác bầy rồi, nên cái vấn đề trùng huyết là không có chuyện đó xảy ra. Rồi mã số 13, con này hàng lớn sẽ lớn nha, màu rất là đậm. Con này là bé coi Yellow Galaxy, màu cực kỳ đậm luôn. Còn ở con ở trong á là con coi Yellow Cooper ha, con coi Yellow Cooper đó thì nó em để nó cho nó ở cuối clip đó. Thì em cũng chỉ anh chị nào mà mình chơi chơi phân biệt luôn ha. Cái hàng mà Galaxy á thì nó thường là vảy Galaxy xanh hoặc trắng, còn hàng Cooper thì cái vảy Galaxy nó được thay bằng màu Cooper, màu xám hoặc đồng. Rồi mã số 14, đây là cũng là một trong những con hàng F1 Thái mà còn sót sót lại nè. Đó, sót sót lại thì em đăng lại thôi đó, em đăng lại thôi, anh chị nào thích thì mình có thể bắt ha. Xe lớn luôn 4.5, em ghi 4.5 trên thực tế nó khoảng 5 xăng á. Mấy con hàng Thái thì rất là được anh chị yêu thích luôn, thì chẳng qua mấy con này bị giống như là khách chốt rồi nhưng mà có công việc hoặc là không có nhận được nên thành ra là bị bể chốt, nó cũng mất cái duyên đi, thì em cũng giảm giá. Anh chị nào mình yêu thích cái dòng hàng Thái thì có thể chọn những con này nha. Con này cũng là con hàng Thái luôn nè anh chị đó, hàng Thái luôn. Thì ý là em không có ghi trên đây là hàng Thái hay gì hết, tại cũng có một vài con thôi nên không có ghi chi cho mập hết trơn đó. Thì anh chị nào mà thích thì mình bắt, còn con nào mà em không nói thì không phải nha, chứ không phải là nói hàng Thái vô để mà đánh giá giá trị cao lên, không có chuyện đó. Con nào có thì em nói có, rồi con nào không có không phải. Chứ nhiều con thì hàng Việt em làm chứ màu sắc cũng không thua đâu, có thể làm được cũng gần 9-10 luôn á, là có những con đẹp. Rồi một lát em sẽ chỉ cho anh chị những một cái con hàng Thái mà em thấy nó cũng bình thường thôi đó. Chứ nói chung là ra thì cũng có này có kia, mình làm cá cũng có con này con kia, hàng Thái nó cũng vậy thôi đó. Nhưng mà nếu mà anh chị nào mà mình thích hàng Thái mình có thể lấy cái máu đó mình sửa, mình đổi cải thiện á, thì cái màu sắc mình sẽ đậm hơn. Rồi mã số 16, như con này nè cũng là hàng Thái nè, nhưng mà màu sắc nó cũng khá là đơn giản anh chị ha. Được cái xe lớn nha, 4.5, 5 xăng anh chị, chứ không 4.5 đâu. Mấy con 4.5 này là ngoài 5 xăng á, em ghi hơi khiêm tốn á nha.
Thì cái mùa này anh chị mà thả cá bọt ra ngoài trời mình lưu ý ha, mình nhớ che chắn kỹ nha. Em thấy bắt đầu cũng trở gió trở trời, bắt đầu như mùa này sắp mưa nữa hay sao á đó. Mình canh canh đi. Rồi mã số 17, con này cũng sẽ lớn, con này không phải hàng Thái, con này hàng Việt đó. Bé này thì bộ form cũng khá là ổn ha, trong khúc 150 rất là ok, đủ màu. Nuôi thì con coi Zalo á, càng nuôi mình càng đậm thôi chứ không có lỗ lã gì hết anh chị. Ở đây thì anh chị để nó đậm rồi đúng không, mình nuôi nó còn đậm thêm nữa khoảng 30% so với cái thực tế này nữa. Thì cá đi trong quá trình vận chuyển tất nhiên nó sẽ bị tái màu, thì màu nó chỉ còn khoảng 70% so với clip thôi. Anh chị thả đi giúp em khoảng 30 phút rồi mình ngâm lá bàn. Và đặc biệt cái mùa này nóng cực kỳ nóng nha anh chị, con cá ship đi sẽ bị nóng, hơi nóng một xíu, thì anh chị thả ra ngâm giúp em 30 phút hơn đi rồi mình thả ra, tránh trường hợp con cá nó bị sốc nhiệt. Và đặc biệt lưu ý thêm một vấn đề nữa là hôm sau là mình hãy cho ăn, không không có sợ nó đói hay gì hết mà cho ăn ngay lúc đó nha. Đàn cá rất là mệt, ăn là vô là trúng luôn. Rồi bé này là hàng đẹp, hàng VIP trong hôm nay. Thì trong phân khúc hôm nay con này em thấy là hàng đủ chuẩn để cho anh chị bao cho anh chị làm hàng giống, mà con đẹp của hàng giống luôn á, là trong hôm nay là bé này là sẽ lớn nữa đó. Thì anh chị nào mình ưng thì mình bắt bé này ha. Vẫy Galaxy rồi Multi Ducita ta size lớn nữa đó. Không phải cá già đâu nha anh chị, màu nó còn chưa đủ nữa nha, nên anh chị cứ yên tâm những con bên em. Và thứ nhất thứ hai, những con bên em nói size lớn là size lớn, chứ không phải là em thấy size lớn là em nói hàng gian không có nha. Tại vì bây giờ rất là nhiều trường hợp những shop khác người ta nói những con gian nhưng mà thực tế không phải là con gian. Không phải là em nói để hạ người khác nâng mình lên, không phải như vậy, nhưng mà để cho anh chị mình lưu ý á, cái vấn đề này mình chọn cái nơi uy tín mình bắt ha. Nói như vậy thôi chứ cũng rất là nhiều shop rất là uy tín chứ không phải là duy shop em. Rồi mã số 19, con này thì hàng cực kỳ đẹp về form rồi, trong khúc 200 thì con này em thấy rất là rẻ nha, chứ không có cao được vậy. Con này để bắt cái hàng form mà lát xích như vậy à, 3.7 cm mập cá dày cá luôn. Nếu mà trước đây tầm mà khoảng nửa năm á, mà để sở hữu con lát xích như vậy mà trong nền rõ rệt như vậy á, thì giá trị không thể nào mà dưới 300 anh chị. Đây thì em chia rẻ ra nha, chứ số lượng trong bày nó cũng không có nhiều con vậy đâu. Và bé cuối cùng ha, là bé Yellow Cooper hồi nãy em có để trong làm con cá kè đó. Rồi ha, thì anh chị nào ưng bé nào rồi á, thì cứ nhắn tin trực tiếp cho em ha, hoặc gọi điện cho em Nhân sẽ chúc chúc đơn cho anh chị và gửi cá tận tay cho anh tới anh chị luôn. Rồi cảm ơn tất cả anh chị ha, thì nay cũng là cuối tuần rồi, ngày mai là đầu tuần, thì em chúc anh chị ngủ thật ngon ha, để có thật nhiều năng lượng để tuần sau mình bắt đầu những cái ngày làm việc thật hiệu quả nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.